Ok. Mình lại phải coi lại. Thì có một vài điểm mình phải test lại. Đó là cái video đầu tiên mình quay thì nó bị hỏng. Và mình còn lại phải sẽ so sánh cho các bạn cái điều khác bọt hơn. Là hôm nay ta sẽ nhìn thấy một vị Fanta mới màu vàng. Fanta gì đây? Dầu vitamin C. Hương chanh. Hương chanh à? Liệu nó có màu vàng hay không ta? Để cho các bạn biết rõ hơn thì mình sẽ làm video về cái sản phẩm này. Fanta này, Mirinda này. Ba cái. Ây đâu, lại là tôi đây. Wow, ở đây cũng bán Coca-Cola của Nhật Bản luôn này. Đây là loại Coca-Cola mới. Có rất nhiều nước uống khá là mới ở đây. Đây là Sico cây. Và như những người bạn của tôi nói là ở đây sẽ có gì nhỉ? Mirinda. Khi mua hai lon nước này, bạn sẽ được tặng kèm. Để hỏi cái chị bán hàng xem nào. Bạn ơi, ở đây cho mình hỏi một chút là mình có đọc ở đây thì mua hai chai này ạ, là được tặng kèm cái gì ạ? Ở ngoài đúng không? Ok, nghĩa là hai lon phải màu này à? Ok, Mirinda Soda Can. Nghe đồn đây là nước màu xanh. Ok, chúng ta sẽ test, mang về test xem nào. Màu xanh là cây đấy anh em ạ. Ồ, lại còn Fanta những trái cây nữa này. Mình sẽ lấy hết. Ok, mình sẽ lấy hết. Mình sẽ lấy cả cái đấy nữa. Để xem nào. Để xem cái màu đấy có phải là màu xanh không. Cá nhân mình không nghĩ đây màu xanh đâu. Ví dụ như Việt Quất thì nó sẽ là xanh nước biển. Nhưng chai này thì không chắc là nó sẽ là màu xanh. Để xem một chút nào, xem có nước uống gì lạ ở đấy không. Mùa hè rồi, khá là tốn. Gì đây, mua 3 tặng 1. Mua 3 tặng 1 là sao? Đôi dép thời trang Coca-Cola á. Chào, đây có nhiều khuyến mại hay thế nhỉ. Để ra hỏi tiếp. Bạn ơi, cho mình hỏi một tí là mua 3 lon Coca-Cola này được tặng dép Coca-Cola. Ở đây vẫn còn không? Bạn cho mình xem đôi dép được không? Dép tông Coca-Cola. Ok, mình cảm ơn. Có một đôi dép Coca-Cola, là một fan của Coca-Cola thì dĩ nhiên là bạn sẽ muốn sở hữu một cái gì đó của Coca-Cola rồi. Coca-Cola ba lon con mẹ nó. Nhìn mấy cái lon của Nhật này nhìn ảo thế nhỉ. Đây là của Hàn chứ không phải là của Nhật. Nếu mà để mà nói thì cái lon này khá là đắt. 55.000 một cái lon 300ml kia mình đã từng uống. Nhưng mà đây là Coca-Cola của Hàn. Đúng không nhỉ? Ở đây mình không thấy giá. 200ml, 250ml. Ok, chúng ta vẫn nên thử. Bất kể nó là của Hàn hay của Nhật, ở đâu thì mình cũng nên thử. Còn ở đây thì mình không nhìn thấy Coca Light. À, kia là Coca Light. Còn loại thường thì không có đâu. Để hỏi bạn này xem. Bạn ơi, cho mình hỏi một chút là ở trong kia chỉ có Coca Light thôi ạ? À?
vì mình thấy mua ba lon là khuyến mãi ấy. thì đại khái là hai lon này là vị nguyên bản ạ. Nghĩa là cái lon này mình không thấy ghi giá, mình không biết là giá nó khoảng bao nhiêu. Đây là của Hàn đúng không? Nhưng mà cái này ok. Bây giờ mua 4 lon thì cả Coca dừng với like với nguyên bản được rét á. Mình tưởng là mua 3 lon thôi. À 3 lon đấy. Nghĩa là mỗi cái này phải chọn một cái à? Thì mới được rét mà, hay là chỉ cần 3 lon thôi? 3 vị đấy anh lấy vị nào? À ok, mình cảm ơn nhá. Cá nhân mình thì mình sẽ không chọn vị gừng đâu, vì mình không muốn được vị gừng. À, hơi khó một chút là mình phải cầm cái điện thoại này, vậy nên là rất khó để vẫn còn hai lọn nữa. Nhìn cái chị ý nhìn mình với ánh mắt kỳ thị. Lai vị lai này thì mình uống quá nhiều rồi, mình không hợp với vị lai, mặc dù nó không đường đấy nhưng không ngon đâu. Với cá nhân mình là thế. Để xem nào. Ok, như này là được dép rồi đúng không? Ok, một chiếc dép của Coca-Cola này. Cho mình hỏi là hai lon nước này lại còn được tặng thêm cả một cái gì nữa đúng không? Đổ bạn. Một bình thủy tinh. Ok, em cảm ơn. Để xem nào, một cái bình thủy tinh. Một bình thủy tinh này cũng vui, nhìn cũng hay đấy, nhưng mà không giống trong quảng cáo cho lắm. Ở Việt Nam thì hay ở đâu thì không nên tin vào quảng cáo. Ok. Ây yo, xin chào 500 anh em. Như các bạn cũng đã xem một cái video là mình lại phải review lại. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ review tất tần tật những cái đồ uống mà mình sẽ mua về ngày hôm nay. Đôi khi là chúng ta phải review trước con dép Coca-Cola. Cá nhân tôi đánh giá thì con dép này để sản xuất ra thì nó sẽ khoảng từ 1-3 nghìn là chi phí sản phẩm thôi. Còn giá bán thị trường cho những đôi dép này ở ngoài thì nó sẽ khoảng 3 xịch. 3 xịch thì những cái bà bán dép trong shop thì nó sẽ đắt hơn, khoảng 35-40 nghìn. Ok, cỡ 43. Cỡ 43 là một size để mà nói thì nó vừa chân mình đấy. Ok, đây là đôi dép Coca-Cola. Sắp tới khi mà anh em nào mà gặp mình thì sẽ thấy mình đi con dép này. Nhưng mà có một điều khá là không ổn là nó size 43 đâu nhỉ. Ở đây những cái con số thì nó sẽ ghi là 42. Quái lạ. Mà ở đây nó lại ghi là size 43 anh em ạ. Sai, nhưng mà đại khái là con dép này là của Coca-Cola. Đơn giản vậy thôi. Chiếc cốc này cũng là của Coca-Cola. Và ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép được mang đến cho các bạn một vài sản phẩm có thể nói là không phải ai cũng đã từng test đâu. Nó là một lon Coca-Cola của Hàn anh em ạ. Chai này thì mình mua ở Circle K. Và giá của chai này thì mình chưa... Thực ra đợt đấy mình cũng không để ý giá cho lắm. Đại khái nó là đam mê thì bạn sẵn sàng bỏ ra đôi 300 mua một lon nước thì nó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà đây chỉ là đôi 30 thôi. Ok, điểm qua một chút về cái thành phần. Như các bạn biết đây là một lon 250ml. Cũng có địa chỉ này. Đây, địa chỉ là số 31 Nguyễn Trường Độ, thành phố Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. À, có cả số điện thoại bàn này. Đây là một lon của Hàn. 112 lo calo. Ok. Một chút. Đây là video thứ hai mình làm. Video đầu tiên thì nó fail. Đơn giản là tiếng gió nó áp mất cái tiếng của mình đi. Và vậy nên là thực sự để mà nói thì nó khá là khó.
để thu, nên là ngày hôm nay thì mình lại phải thu lại, khá là buồn, không có video đúng như thường lệ. Và ngày hôm nay thì tình cờ quay lại chỗ Sinh Cục Cây và mình đã nhìn thấy một vị mới hương chanh. Không biết là có anh em nào uống hương này chưa. Từ lúc uống cái vị Việt Quất thì mình mới cảm thấy có cái màu xanh gọi là tuyệt vời. Màu xanh mà có thể nói là mình chưa nhìn thấy ở đâu. Đấy là cá nhân mình, một thằng khá là uống nhiều nước ngọt, nhưng mà các vị khác thì uống rất là ít. Mình chỉ uống Coca thôi, Coca là thương hiệu mà. Điểm qua một chút tại sao là Coca và Pepsi luôn đứng đầu, vì nó thực sự là cái một cái hương vị gì đấy mà khó mà các đối thủ sau xếp sau có thể theo kịp được. Pepsi thì như anh em để ý thì họ thường sử dụng những cái người diễn viên ca sĩ nổi tiếng, còn Coca-Cola thì quảng cáo cũng rầm rộ như theo kiểu truyền thống của gia đình, những bữa tiệc nhỏ của gia đình, không cần ca sĩ nổi tiếng để quảng cáo làm đâu. Ok, ném đá vào. Mọi loại nước ngọt đều có chữ là ngon hơn khi uống lạnh, vậy nên anh em cũng cần phải uống lạnh để có thể trải nghiệm, để có thể cảm nhận được vị. Ok, một chút về thêm cái cốc thủy tinh này nữa. Khi mua hai lon Mirinda này ở Sinh Cục Cây thì bạn sẽ được tặng cái này. Treo đầu dê bán thịt chó, fuck. Ok, hai cái lon này trước nha. Điểm qua một chút nào. Năng lượng 198 trên một lon. Chất béo không có, chất béo bão hòa cũng không có, chất đạm không có, natri 36. Ok, đường tổng hợp 50. Đường tổng hợp 50 à? So một chút với Coca nào. Chất béo không, chất đạm không, đường. Ok, xem nào, như thế này là chúng ta đã thấy là đường ở trong cái loại này nhiều hơn trong Coca này. Mirinda sẽ nhiều hơn trong Coca nhé anh em nhé. Nên anh em phải cân nhắc thật kỹ nếu uống cái loại này. Fanta nào. Fanta thì đường nó cũng ngang Coca đấy. Nếu mà chọn ít béo thì ít đường thì sẽ chọn Mirinda. Ok, để xem chai Fanta này. Nó cũng xem nhau, hai cái này xem nhau anh em ạ. Đường xem nhau. Và hôm nay thì tình cờ nhìn thấy lon màu vàng, thì đôi khi câu hỏi đặt ra là liệu cái trong này nó có lon màu vàng hay không, ăn à, nó có phải là màu vàng hay không. Nhưng mà mình thử test hai cái lon màu xanh trước đi. Màu xanh của Mirinda nào. Màu xanh của Mirinda. Một mùi thơm khá là thoang thoảng khi mà bạn bóc ra một màu, cái màu xanh gọi là tuyệt đẹp, có thể nói như vậy. Một cái màu xanh mà không phải nước uống nào mà các bạn cũng có thể nhìn thấy đâu. Fanta nào. Đây gọi là Fanta hương trái cây. Ok, như ở trên nhìn xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy điểm khác biệt đầu tiên của hai màu xanh này rất nhỏ thôi. Là của Fanta thì nó nhạt hơn một chút so với Mirinda. Mùi hương nào. Mirinda có mùi một chút nhưng mùi của kẹo cao su vị chuối. Fanta cũng vậy, nhưng Fanta thì nó hắc hơn đấy, nó thơm hơn. Cá nhân mình nhận thấy là nó thơm hơn đấy. Còn đây hương chanh. Cá nhân mình thì mình không nghĩ là đây là màu vàng. Mình không nghĩ đâu, không nghĩ đây là màu vàng đâu. Nhưng mà sự thật thì nó lại là màu vàng đấy anh em ạ. Không giống màu vàng. Màu khá là đục. Anh em có thể nhìn rõ nó giống như là một chai Mountain Dew. Màu của Mountain Dew. Nhưng mà nó như kiểu là Mountain Dew. Màu của Mountain Dew là màu pha lẫn giữa hai Fanta này với nhau này. Nó ra một cái màu xanh đậm đậm hơn chút. Đây chính xác đây là một cái màu vàng. Màu này thì cá nhân mình thấy nó không đẹp. Màu khá là giống nước gạo anh em ạ. Mùi xem nào. Ô, mùi chanh. Mùi này mình không thích cho lắm, nhưng mà có mùi rất đặc trưng của vị chanh. Ok, test trước từ lon Fanta này trước đi. Hương trái cây.
khi anh em uống thì thực sự là cái hương thơm khi mà các anh em mấy người thôi là nó sẽ thực sự nó xông lên mũi rất là thơm, như là khi mà uống xong ấy thì ở trong cổ họng các anh em như kiểu các anh em ăn kẹo cao su ấy, nó ở trong cổ họng có một chút có những cái gì đấy nó gọi là hương vị. Đúng, chính xác đây là hương vị của khi mà anh em ăn cái kẹo cao su hương chuối hồi xưa. Nhưng mà cá nhân mình khen nó là một cái màu cực đẹp và cái một cái mùi hương với cá nhân mình cảm nhận là người rất là thích. Mirinda soda kem. Cá nhân mình lần thứ hai uống và cũng cùng một cái quan điểm là Fanta hương trái cây màu xanh lá cây này uống ngon hơn, uống tốt hơn, uống dễ uống hơn và mùi thích hơn là Mirinda soda. Đơn giản, đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Fanta là của Coca, Mirinda là của Pepsi. Cá nhân mình thì mình thích uống Coca hơn, nhưng dòng light thì mình lại thích uống Fanta light hơn. Nhưng mà để mà chọn bình thường thì mặc định luôn là Coca Zero là pick lượt, first pick luôn. Ok, mùi hương thì để mà nói thì nó cũng có một chút hương vị chuối, nó cũng không hắc lên như của Fanta đâu. Còn vị ngọt thì đúng là nói thì Fanta nhiều đường hơn và dĩ nhiên nó ngọt hơn. Ok, test đến cái gọi là Fanta hương chanh nào giàu vitamin C trong mùa hè nóng nực này thì thực sự tốn tiền đấy, 10.000 một lon, cứ 10.000 một lon mua ở Cico cây. Ôi chua ơi, có vị chua anh em ạ, vị chua thực sự. Mà để mà nói với những thằng mắc đường như mình thì mình ban ngay cái đồ uống này, chua quá. Một vị chua, nó giống chanh. Mình thực sự mình chưa uống nước ngọt nào mà nó chua như thế này. Không hợp với mình đâu, thực sự không hợp với mình đâu. Nhưng mà dầu vitamin C thì họ thường quảng cáo là phải chua như thế này thì nó mới chất. Chua quá, nhưng thôi vẫn phải uống. Tại sao mình uống? Đơn giản là vì mình sẽ review thêm cho các anh em luôn là Coca-Cola của Hàn Quốc thì nó sẽ khác gì với Coca-Cola bình thường. Vậy nên xin phép được uống thêm một cái cốc nữa. Ok, ở lên thì sẽ có mùi vị cực thơm, cực đặc biệt. Nhớ uống hết nước anh em nhé. Cái màu này mà khi mà không biết là cốc, anh em thì mua lên cốc mua này, chỉ cần sót lại một ít màu xanh thôi mà khi anh em cầm cái cốc lên nhìn vẫn rất là tuyệt vời luôn. Ok, tiếp theo là mình sẽ review thêm là Coca-Cola vị nguyên bản. Là Coca-Cola anh em hay uống ấy, và cái Coca-Cola nhập khẩu của Hàn. Đây là của Hàn, mình xin cam đoan đây là của Hàn, chữ Hàn ở đây, xuất xứ Hàn. Trả lại lại một chút này, lon này nó có một vài cái điểm ấn ở đây, anh em nào kỹ thì sẽ nhìn thấy. Ok, mình sẽ mở ra. Bạn sẽ ngửi thấy mùi Coca-Cola sộc lên. Lại quay trở lại với đồ uống mình yêu thích nhất. Đây, tôi có thể nói luôn là Coca-Cola Hàn thơm hơn. Không phải nói nhiều đâu các ông ạ, thơm lắm. Riêng cái hương vị Coca-Cola tôi ngửi quen rồi. Nhưng đúng là nói thì thực sự nó rất thơm. Nó thơm hơn hẳn Coca-Cola vị nguyên bản của mình.
thì thế nên nó mới đắt tiền hơn. Đổ thêm một chút nữa để xem màu nào. Không có nhiều thay đổi về màu dáng đâu. Bọt thì nó cũng thế. Đại khái tôi nghĩ là thay đổi về hương vị đấy. Tôi đã từng uống Coca-Cola của Nhật, nó ghi là có đường, nhưng cá nhân tôi uống là tôi thấy không ổn. Vì đơn giản nó cảm giác như có đường thôi, nó chỉ là thoang thoảng vị đường thôi, nhưng nó thực sự rất nhạt mà mặc dù ở bên trong có đường. Có vẻ như là Coca-Cola ở Việt Nam cho rất nhiều đường. Ok, tôi sẽ test thử Coca-Cola của Việt Nam trước để lấy vị. Ok, vẫn là Coca-Cola tôi hay uống, không gì thay đổi nhiều. Tôi uống quá quen thì cái hương vị này, có khi là ngày gần như là tuần nào cũng phải tu đến vài lít. Có cái gì đấy lạ lắm anh em ạ, khó mà giải thích. Mặc dù là cùng là Coca-Cola đấy, nhưng mà phải nói là Coca-Cola của Hàn nó thơm hơn, nó thơm hơn Coca-Cola của Nhật và Coca-Cola của Việt Nam nếu xét ở vị nguyên bản. Chắc chắn một điều là như thế đã. Tiếp theo đó là cái vị ngọt đi. Để xem nào, để cá nhân tôi nhận xét lại xem nào. Ta không cảm nhận rõ cái vị ngọt cho lắm. Ok, để xem lại một chút Coca-Cola của Việt Nam. Cảm giác như là Coca-Cola Việt Nam vẫn có một cái gì đấy nó ngọt hơn. Nó sộc hơn, nghĩa là ga gục hơn. Nó ngọt hơn nhưng mà không thơm bằng. Ở Hàn thì nó thơm hơn, nó dịu hơn và nó nhạt hơn. Khó mà nói. Đúng là nếu mà xét về tiền thì một lon này có khi phải mua được hơn 2 lon này anh em ạ. Có khi lon này là bằng chai 2 lít 25 của mình hay uống rồi. Nó dịu hơn. Thực sự để mà nói cái vị ga nó không sọc lên đâu, nhưng nó rất là dịu. Cá nhân mình thấy nó rất là dịu và thơm. Để mà lựa chọn giữa 5 hương vị này với nhau mà uống thì mình xin phép được ban ngay cái hương vị chanh đầu tiên. Nó rất là chua. Nói thẳng luôn là có vị chua của chanh. Uống rất là chua. Không phải là ai cũng uống được. Gần như mình không cảm thấy, không tìm được cái vị đường ở trong đấy. Một thằng khá là béo như mình chắc mình sẽ ban luôn. Tiếp theo còn hương vị này. Hương vị này mình xin phép được ban thêm Mirinda soda kem. Bạn đẹp màu đấy, bạn là thức uống mới đấy, nhưng cá nhân mình thì mình không chấp nhận lắm. Vì tại sao cùng là một sản phẩm, cùng là một màu và cùng là một hương vị, xem nhau thôi. Nhưng Fanta làm rất tốt từ hương vị, từ màu sắc. Màu sắc mình thấy nó dịu hơn một chút. Nó ngọt hơn một chút, cá nhân mình là thằng thích uống ngọt mà, nó ngọt hơn một chút. Và nó thơm hơn, thực sự để mà đọng lại ở trong cuống họng thì Fanta, mình khẳng định Fanta nó sẽ đọng lại hơn Mirinda đấy. Thật là khó để so sánh ba hương vị này. Nếu có Zero ở đây thì mình xin phép được ban ba cái này luôn. Nhưng bây giờ chỉ so sánh ba cái này thì người Việt thì luôn tin dùng hàng Việt. Ok, bỏ thằng Hàn ra. Và hai hương vị này thì để mà mình lựa chọn thì có lẽ là 50-50. Nhưng mà cá nhân mình thì chắc là sau Coca-Cola Zero thì mình sẽ xin phép được dành tặng những lời khen cho Fanta vị trái cây. Nó thực sự là đồ uống tuyệt vời. Thực sự là đồ uống mà các bạn nên thử, nên test. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe mình review những sản phẩm này. Nếu anh em nào còn có những sản phẩm nào nó mới ra để mình đánh giá thì mình sẽ làm những video sắp tới. Có thể sẽ review với các dòng uống, ví dụ như là Coca với Pepsi thì khác nhau gì, Coca Light với Pepsi Light khác nhau gì. Khác nhau nhiều lắm anh em ạ. Cá nhân mình còn không uống được Coca Light cơ mà. Ok, cảm ơn các bạn.